chào tất cả các bạn thân yêu. Sáng nay mình đi chợ, mình thấy khô lù đù ngon quá. Mình mua khô lù đù về ăn cơm. Nhưng mà sẵn ở nhà mình có trồng cải xanh nè. Cái bữa nay mình sẽ nấu cơm ăn với khô lù đù với lại cải xanh nấu canh. Mời các bạn cùng ăn với mình cho vui nha. Cái ngày mà 25 á là cái ngày đó trời bão, thì sáng sớm bữa ngày 25 thì mẹ mình nó mới có 6 giờ rưỡi là mẹ mình điện thoại kêu chú Sáu Tí qua đốn dùng cây dừa sát bên nhà. Thì giờ các bạn coi chú Sáu Tí đốn dừa nha. Giờ chú Sáu chuẩn bị leo lên cây dừa để đem sợi dây lên tảnh, máng lên tảnh. Mẹ nói cây dừa này sát bên nhà cho nên sợ nghe có bão. Sợ lắm, sợ cây dừa nó ngã qua nhà. Nó đè là chết. Chú Sáu muốn cây dừa nó ngã qua phía bên đó đó, cho nên chú Sáu cột sợi dây cho nghiêng qua bên đó. Chút vừa cưa vừa kéo. Chú Bảy đào cái lỗ đó để cầm cái cây xuống để mình gắn cái ống khói vô đó, lên rồi cái mình cột cái ống khói vô cây cho nó chắc, nó không có bị ngã. Này, chú Bảy vừa cho cái cây xuống nè. Giờ làm gì nữa chú ơi? Dạ, vô đất thôi. Mình lắp đất lại cho
cho cái cây nó chắc. Tại hôm nay không có ai, nhà mình yếu lắm, yếu thế lắm. Người ta kêu bằng nữ tướng nhưng mà yếu xìu à. Cái ông kế bên nhà gọi là nữ tướng. Rồi gì là chắc ăn rồi, khỏi thử ngã. Cây này bản gì mẹ? Dừa hả? Cái dừa. Thôi, cái gì chị? Gì chị? Đây nè, chú bảy. Cái còn lại hả? Lấy hỏi nứt vào làm hai. Mình tám tám xi măng vô. Tám tro lại cũng được nữa, không sao. Xi măng. Đất ướt với xi măng á, chắc dữ lắm. Cây đó cứ ngắt à mày ạ. Hồi ngã không khó ngã luôn biết, cũng chắc quá. Ngã không khó ngã luôn biết. Đây, cái cây này với cái ống khói nó xa nhau, cho nên mình để ngay cục gạch ngay chính giữa cho nó xa nhau luôn. Chắc không chú bạn? Chắc thì nó đâu ngã nổi, đâu có tài nào đâu ngã. Cái tên cứng ở dưới cứng vậy. Giờ rồi mình với tiền nè. Thống vô đây hay rau? Ừ, thống. Rồi thống chắc rồi tiền. Canh ăn, hôm nay ăn thấm rồi. Ăn thấm cũng ngon lắm, bữa nay mình nấu canh. Thấy bên đó thì để nó cải thanh á. Hôm nay mấy bữa nay không có ở thông mình, nó tỏ này tỏ nó lên nó dậy thần luôn đó rồi. Cái hẳn đừng nhỏ rồi. Thì nó cũng ăn của mình chứ đâu. Nó đi, hái hết luôn đi. Hái luôn đi. Rồi mình nó
xanh. Em mốt rồi mình trồng lại cái khác. Bán hết như đây nè, nè chợ bán chứ ăn gì hết. Vậy quá. Ăn gì hết. Rồi rồi. Dạ. Bụng này thì bụng này nè, bụng tiền bị dính đất nè. Rồi bố hỏi mẹ kêu dựng ốc giáp đất, giáp đất để mai mốt mẹ làm cái đường đi chỗ này. À, mẹ be hai bên rồi, rồi mai mốt mẹ bơm cát ngay chính giữa để làm cái đường đi đi vô nhà. Mẹ đổi cái đường đi qua đây rồi. Nhỏ ủa hái cải tí rồi Tiền ơi, mẹ ra chợ bán chợ tan rồi đó. Rồi nãy giờ không để ý, thì chi nghe mắt mắt hết. Mới sáng mà mắt mít rồi. Lựa mấy cây lớn nhỏ trước nha, rồi mấy cây nhỏ sau. Cái này gì chứ ngon lắm chị Thủy. Ăn ngọt ngay nè, tại vì mình trồng tự nhiên nè. Trời ơi, đất tốt sâu cái la lạc. Cải này chuyên gia có sâu nè. Tối tối mình hay ra đây mình xịt đèn mình bắt sâu dữ lắm. Tại vì á là sâu á nó khoái đi ăn buổi tối, đi ăn đêm, gọi là cú đêm á. Giờ mình nấu canh. Còn đây là củ gừng. Hồi đó mình chơi là củ gừng sao Tiền? Con đâu có chơi đâu. À. Sao? Vậy đó. Téo lại. Cũng tay trên trước. Tay trên trước. Hả? Vậy hả? Không phải. Cũng tay giữa trước. Vậy. Ừ. À, vậy. Vậy. Cũng tay trái vậy. Cô chân la tầm bậy. Đây là củ gừng. Đây có cái giống củ gừng đó không? Không. Giờ mình gọt gừng ra mình nấu canh cải. Canh cải thì nấu bỏ vô miếng gừng nó mới ngon. Tại vì nó già quá, nó muốn lên mộng rồi. Còn xài được nữa bên. Bên đây thì còn xài được. Gừng á, mốt mua về để đất á, nó không hư. Vậy đừng, hả chị? Ờ, đừng để cao. Mới đi mò với Dũng lên được mấy tép nè. Trời
giờ tiền mới vừa lọt xong rồi giờ tiền đâm. Còn đây là mấy khô của mình mới đi xuống biển nè, mình bắt về nè. Khô khô á. Ủa cái lù gồ đồ nó ở dưới biển hay? Ừ, khô lù đồ dưới biển. Còn đây là tái cây tái chanh, lúc nãy mới đi hái xong. Cải thì mới hái, nãy mấy bạn thấy rồi á. Đây là củ gừng mới về sắc luôn. Để đây đi chút nữa mình ấy. Giờ mình bắt cái chảo này lên bếp để mình chiên khô. Để mà đi luôn đi, cho nó mau. Đây là cái chà mau nang nè. Mới lụm ở trên cây dừa mới lụm tới kỳ. Tưởng đâu mới lên. Nó tao nghe dừa nó rụng xuống rồi mình ra mình lụm vô thôi chứ không có gì khó. Tưởng đâu leo lên. Tưởng đâu leo lên. Cái đó mình không có khả năng. Đây là tỏi người khác làm. Tụi mình mới đập nè. Mình chế dầu vô chảo đi. Xong rồi đứng ra đi chắc chanh nè. Bỏ một ngọt vô dạ? Bỏ miếng một ngọt vô hai giấc. Bỏ miếng một ngọt vô hai giấc. Cái này chị Thủy chị bày mình, chị nói ngon lắm, mình chưa ăn thử lần nào hết. Chị nói là bỏ một miếng bột ngọt vô cái chén nè, ít thôi đó. Xong rồi mình dắt chanh vô. Thì nãy giờ dầu cũng sôi, giờ mình để tỏi vô. Nước sôi à, để tép vô nha. Để vô lấy cái giá mới được. Cho xin 2 phút. Ừ, nhanh quá, 2 phút đã trôi qua. Rồi bỏ tép vô tìm. Cái này đập dập dập hả hả? Cái này đập dập dập đây rồi. Đi lại đi. Lù luôn. Bởi người ta kêu hù lù mà. Ừ đúng rồi ạ. Con lù lù mà chứ không phải hù lù. Thì nó giống giống cho nó vậy đi. Mình bỏ khô vô nha. Mình bỏ tỏi vô cho nó thơm, nó không có bị tanh. Khô lù lù, rồi mặt hù lù. Từng hôm đó tới nay mà biển động không dám ăn. Để nêm vô cái nồi canh mới được. Nêm miếng muối nè, miếng hạt nêm. Nhớ mẹ nói là nấu cái gì mà có màu xanh, ví dụ như rau thì mình thêm ít nước mắm nè. Nếu mà có, không có cũng được, mà nếu mà có thì ít.
đi. Có tép thì nó cũng ngọt sẵn rồi. Tép này ngọt lắm đó tiền. Công lặn lội mò từ sáng giờ. Ngọt ngay luôn. Thơm à, thơm mùi tép à, gao nữa. Thơm nhất là cái mùi củ gừng. Giờ mình nhắc cái chảo này qua đây đi. Không ham. Còn cái lỗ này thì mình bít nó lại. Rửa chén rồi coi có dơ không, rửa qua. Không dơ thì đem ra. Chưa có tỏi được chưa? Để chút xíu nữa đi. Đây cái dàn tinh dây này nè. Cái hỏm mình làm nè. Nay thì nó cũng ra đọt nhiều lắm rồi. Ra tược nhiều lắm rồi. Không biết chừng nào mới có trái ăn được đây. Tinh dây nó tái, cái nào tái dữ lắm, tái luôn á. Không biết chỗ này có tái nhiều không đó. Tinh dây là màu tím hay màu trắng? Trắng. Hình như màu tím hay gì vậy? Màu tím nó đẹp ha. Khô nãy giờ cũng vàng rồi nè chị. Thơm ghê luôn á. Cái mùi khô lù lù nó thơm. Thèm cơm nguội á. Cái mùi thơm quá à, chế vô xong nó thơm phức luôn á. Hồi nó thấm lên mấy con khô này ăn ngon á. Nghe chị thấy nó vậy. Giờ mình lấy khô ra được rồi á. Khô ngon quá chị Thủy ơi. Thủy múc canh đây nè. Khô lù lù mình ăn cơm với cơm nguội ngon lắm ha. Cơm nhất là gạo dẻo. Gạo dẻo mà cái mình bóc con khô nha. Cái mình cắn con khô, cái mình quay vô mình cắn cục cơm nguội một cái. Ngon. Nhất là lúc đó bụng. Cái bụng ăn nhiều quá. Giờ tiền với cơm. Mạnh mạnh dữ vậy.
ống mình khoe với mấy bạn hồng luôn. Đây là cái chuông gió nè, chuông gió là mận tre, mấy cái ống tre nè đẹp không. Còn đây là cái miễn giáo dừa, nó giống như cái nón của mấy cái ông quan trong phim hồi xưa. Cái chòi thì phải có cái chuông gió, mình thích cái chuông gió này nè, chứ cái chuông gió bự quá, cái ống tre này mà nó bự quá, nó kêu nghe không có hay bằng cái ống nhỏ như vậy. Giờ mình không biết chỗ nào để máng nữa đây. Đánh lỡ đi, lỡ đi, đánh lỡ đây đi, mình mời bắt lên tên đó nha. Hà Khánh cầm ra hoài đó Hà Khánh. Ờ em đứng em cầm đi rồi. Mẹ ăn cơm mẹ. Thôi giờ phân công à. Ủa? Mấy cô khó nè bạn ơi. Ủa sao ăn nghe giống có gừng quá vậy? Có gừng rồi. Ăn đi, mình biết. Có gừng ăn nó ngon á. Ăn thử qua ngon không bà? Là làm ăn ấm bụng. Ấm. Mẹ ăn ngon quá. Lâu lâu mẹ ăn cơm nó khô lù lù á. Nó khô lù không thôi. Mẹ ăn thử mẹ. Khô hù lù. Thôi khô mẹ bút cho ta một con luôn. Đây. Mình lấy nữa không? Mình nó thích ăn khô đầu đầu thì mình thích ăn khô đuôi. Ngon ghê ngon luôn á. Đây nè. Mình cắn miếng khô nha. Dạng miếng cơm, cơm này gạo dẻo. Lâu quá không ăn khô mà khô chiên kiểu này á, nó không có mặn hung. Nó ngọt ngọt, nó chua chua, ngọt. Ăn lạ miệng. Bảo đây ăn cơm mà con. Đi. Đi. Cơm với khô đồ này Bảo. Bảo không ăn rồi, hồi mẹ đút mới ăn. Nó nhiều quá. Bây giờ ăn cơm rau quá. Con cũng mới bị rồi mẹ. Có nước dừa cho má. Có nước dừa hổng để uống còn mẹ. Mẹ hết nó xong rồi bây giờ cho. Có bịch xương sáu không rồi. Mẹ sáu hả mẹ. Đỡ lại gì hắn đút con đi nè. Sao chiên dĩa này ngon ha. Ngon lạ. Đỡ mẹ. Chanh cải cũng lạ miệng luôn. Chanh cải có hơi gừng. Lạ miệng. Chị Hỷ khô mình chiên kiểu này mình kêu bạn chiên gì chị Hỷ? Thì dắt chanh vô một ngọt á, rồi quậy ra rồi chiên cho giò vàng rồi mình rưới lên. Nó mặn mặn, chua chua, ngọt ngọt, nó ăn nó không ngán. Vậy là khô chiên... chiên chanh thôi. Sốt bột ngọt, chiên chanh. Mình thì mình không có thích chan canh. Cho nên mình thích ăn rau, gắp rau ra ăn nhỉ. Bữa nay cô Sáu á mở cửa cho qua về chơi. Bình thường nó đến thăm nuôi. Nó là vài bữa nghỉ, tao cũng bữa luôn á. Có nghĩa là bữa nay ngoan mới được về á. Chứ lì là đâu được về đâu. Đúng không ạ? Vậy bình thường lì lắm không? Có đâu. Lì sơ sơ. Lì hơi hơi. Ăn chén nữa mẹ. Bởi vì mẹ cái cơm nó rồi, mẹ ăn chén. Nhớ nữa. Ăn
cơm với khô mà thôi. No rồi. Ăn cơm em. Bảo nay tự ăn luôn rồi. Nãy rồi mẹ đút mà giờ tự ăn. Đỡ vậy chưa? Bảo ăn khô. Ăn khô đi, cơm. Ăn khô thấy sao chị? Ăn hoài, anh muốn ăn hoài luôn á. Cũng không muốn ăn kém. Cải này ăn mát lắm nè. Ở nhà mình trồng mà đâu có thuốc gì đâu. Có sâu không à? Cái này là dành giật với con sâu nè. Ăn dành ăn giật với con sâu. Mình nói là lửa quên con có sâu không? Trời. Yên tâm đi, nãy tôi có rửa lại rồi. Thôi này ăn với gạo này là ăn hoài, Bảo ăn hoài luôn. Bảo phái luôn hả? Ừ. Tiền chạy vô lấy lá xăm ra khuấy uống tiền. Lá xăm nào? Xương sáo chứ lộn. Mà xương sáo mà vô khuấy lá xăm. Chạy ra dùng khuấy lá xăm vô giờ. chiều rồi uống. Ngon quá. Cái nào cũng ngon hết, tao không biết ăn cái nào giờ. Ăn hai cái luôn liền. Gừng á, nó có cái cải bẹ xanh này nè. Nó thơm mùi gừng mà nó ngon á. Đúng rồi. Clip của chúng tôi đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu như các bạn thấy thích á, thì nhớ like và chia sẻ cho Khánh nghe. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.